nhận định soi kèo bóng đá Burnley với Arsenal. 19:30 phút ngày 6 tháng 3, vòng 27 Ngoại hạng Anh. Pháo thủ vừa có hai chiến thắng rất ấn tượng trước Benfica và Leicester City. Đây sẽ là cơ sở để thầy trò Mikel Arteta tự tin hành quân đến top 4. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Burnley tiếp đón Arsenal sau khi cầm chân thành công Leicester City với tỷ số 1-1 tại top 4. Bàn thắng sớm của tuyển thủ Cộng hòa Séc Matheus Vieira đã giúp cho Burnley có được một điểm quý giá để tiếp tục giữ vững khoảng cách 6 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Trong khi đó, Arsenal vừa trải qua một tuần đầy niềm vui với việc đánh bại đối thủ mạnh Leicester City với tỷ số 3-1, cũng như ngược dòng ngoạn mục trước Benfica để giành quyền lọt vào vòng 1/8 Europa League. Đáng chú ý, những tài năng trẻ như Emile Smith-Rowe và Bukayo Saka đang cho thấy tầm quan trọng và làm rất tốt nhiệm vụ mỗi khi được trao cơ hội. Trong 17 lần đối đầu giữa đôi bên, Arsenal tỏ ra hoàn toàn vượt trội với 13 trận thắng và chỉ để thua 2. Tuy nhiên, ở lần gần nhất gặp gỡ, Burnley đánh bại Arsenal với tỷ số 1-0. Ngày hôm đó, Pierre-Emerick Aubameyang đã trở thành tội đồ của pháo thủ với pha đốt lưới nhà tai hại trong hiệp 2. Chân sút người Gabon chắc chắn muốn quên đi kỷ niệm không mấy vui vẻ đó. Để làm được như vậy, Aubameyang cùng các đồng đội cần phải có được 3 điểm tại top 4, dù chắc chắn là không dễ dàng. Dự đoán Burnley 1-2 Arsenal. We'll be right back.